Xin chào các anh em. Hôm nay mình có một số vấn đề liên quan tới cái việc gọi là nạp phần mềm chỉnh hợp ga đầu, rồi remap, rồi mở tua, rồi thay đổi tỷ lệ hòa khí A trên F, vân vân. Mình muốn chia sẻ với các anh em, tại vì hiện tại mình thấy rất là nhiều các anh em thợ đang bị gọi là lạm dụng vào cái phần này để giải quyết những cái vấn đề ban bệnh trên một chiếc xe, và mình thấy làm như vậy nó không có khoa học. À, ngày hôm nay mình xuất đầu lộ diện ở đây, mình đưa cái mặt mình lên trên này. Mình hy vọng là những cái kinh nghiệm của mình có thể giúp các anh em thay đổi cái định hướng để tìm ra một cái ban ở trên một chiếc xe nó trở nên khoa học hơn. Thì khi mà các anh em nhận một cái chiếc xe nó chạy không ngon, nó bị hợp ga đầu, nó bị rần máy, nó chạy không ngon chẳng hạn, vân vân, nói chung là các kiểu, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm không phải là chúng ta nghĩ tới cái chuyện nạp phần mềm. Các anh em có biết nó bị cái gì đâu mà mấy anh em nạp phần mềm. Cái chuyện đầu tiên mà mình muốn mấy anh em là phải tìm ra cái nguyên nhân đó, cái xe nó bị lỗi như vậy là nó nằm ở đâu. Thì chiếc xe phun xăng điện tử của mình à, thứ nhất nè là cái hệ thống cảm biến. Tất cả những con cảm biến nó lắp trên chiếc xe, các anh em cần phải kiểm tra nó cái đã. Thì những cái thiết bị giống như là máy mát tôn, máy mô tô ken, rồi những cái máy MT, rồi những cái thiết bị mà kết nối remap trên máy tính, thì nó đều có cái chức năng là đọc lỗi, xóa lỗi, reset ECM, và đặc biệt là cái phần gọi là dữ liệu động cơ. Các anh em sử dụng những cái chức năng này để chúng ta tìm ra nguyên nhân của chiếc xe. Nó không khó, nó nhanh thôi. Các anh em vô cái mục dữ liệu động cơ, mấy anh em kiểm tra thông số các cảm biến ở cái trạng thái thứ nhất là cái xe đang nguội máy. Rồi sau đó cái xe nóng máy, có nghĩa là các anh em phải cho cái xe nó hoạt động có tải rồi cái xe nóng máy. Các anh em coi thông số cảm biến nó có chuẩn hay không. Khi mà thông số các cảm biến nó đã chuẩn rồi thì các anh em sẽ kiểm tra tiếp theo là cái phần cơ cấu chấp hành, thì nó bao gồm là áp bơm xăng. Rồi áp bơm xăng là cái bộ bơm xăng của mình đó. Rồi kim phun, rồi mô bin sườn, rồi buri, chụp buri. Thì đó là những cái mà liên quan tới hệ thống FI. Mình nói ví dụ đi, bây giờ cái buri của mấy anh em nó hoạt động không tốt, cái tia lửa đánh ra rất là yếu, thì mấy anh em kết nối, mấy anh em remap giải quyết vấn đề như thế nào? Không thể giải quyết được. Rồi thêm một cái phần nữa là cái phần cơ khí của chiếc xe. Cái phần cơ khí này thì mình thấy có rất nhiều anh em kinh nghiệm rất là dữ dội, có nghĩa là có thể nghe tiếng máy được là cái xe nó bị cái gì rồi. Rồi có một số anh em thì chúng ta không chịu kiểm tra, có nghĩa là ví dụ như cái xe của nó là cái áp dàn hơi đi, mình nói dàn hơi đi cho dễ hiểu, cái dàn hơi của nó thì nó tầm khoảng chừng 9 kg là chuẩn đi. Bây giờ khách hàng đưa cái xe vô chạy vô khoảng chừng 6 kg à. Rồi mấy anh em thấy cái xe như vậy nó chạy không ngon, mấy anh em tiến hành, mấy anh em remap, mấy anh em mở tua, rồi hoặc mấy anh em thay đổi cái tỷ lệ hòa khí, thêm xăng cho nó chạy mạnh hơn. Mấy anh em làm như vậy cái xe nó càng trở nên tồi tệ hơn, chứ nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Cho nên ngày hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm đây là gì? Thứ nhất, gặp một chiếc xe chạy nó không ngon, nó bị lỗi cái gì đó, khách hàng người ta phàn nàn, cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải nghĩ tới cái chuyện là tìm nguyên nhân nó nằm ở đâu, và chúng ta tận dụng những cái chức năng trên những cái thiết bị công nghệ hiện nay giống như máy đọc lỗi vậy đó. Rồi đọc lỗi, xóa lỗi nè, cái phần quan trọng nhất là dữ liệu động cơ nè, để chúng ta tìm ra nguyên nhân của nó. Khi mà các anh em xác định được là cái hệ thống điện trên xe chuẩn, cơ khí chuẩn và cái hệ thống cơ cái phần cơ cấu chấp hành chuẩn, thì cái lỗi còn lại chắc chắn nó nằm ở ECM thôi, nó cũng chẳng có nằm ở đâu được hết nữa. Lúc đó các anh em mới nghĩ tới cái chuyện gọi là nạp phần mềm để chúng ta giải quyết cái vấn đề xe nó một phần nào đó, chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề cái xe nó chạy không ngon. Thì ECM nó cũng có hai phần, nó là phần cứng và phần mềm. Phần cứng nó là những cái linh kiện điện tử, những cái cấu kiện mà tạo nên con ECM. Nếu mà con ECM của chúng ta gặp một con ECM mà nó cũ đi, những cái phần nó bị sai số, nó hoạt động không tốt nữa, thì các anh em nạp phần mềm nó cũng không giải quyết được vấn đề. Trừ khi cái xe đó ECM còn ngon, có nghĩa là phần cứng á, phần còn lại là chỉ là phần mềm thôi.
thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tới, chúng ta mới dùng tới cái việc gọi là sửa nạp phần mềm hoặc là chỉnh sửa cái dữ liệu bên trong của nó để giúp cho cái xe nó chạy ngon hơn, ổn định hơn. Thì đó là cái mà ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các anh em. Thì chốt lại, gặp một chiếc xe mà chạy không ngon, đầu tiên không có nghĩ tới cái chuyện nạp phần mềm, không có nghĩ tới cái chuyện mở tua gì hết á, hay là remap gì hết á, mà mình muốn mấy anh em kiểm tra cái xe đó trước. Sau khi kiểm tra thông số, kiểm tra phần cơ khí, kiểm tra phần cơ cấu chấp hành chuẩn hết rồi, thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện gọi là nạp phần mềm, sửa lỗi dữ liệu vân vân. Hoặc là thậm chí đi, một chiếc xe nó ngon lành, nó không bị gì hết, nó là chuẩn từ A tới Z luôn, khách hàng có nhu cầu muốn giúp cái xe chạy ngon hơn, thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện nạp phần mềm. Còn cái xe nó đang có vấn đề chạy không ngon rồi mà các anh em cứ nghĩ tới cái chuyện nạp phần mềm để giải quyết vấn đề mà chúng ta không cần kiểm tra, thì cái việc đó là cái việc mình cảm thấy nó không hay. Đây là một số ý kiến của mình, nó cũng chung chung thôi, nhưng mà mình hy vọng là những cái kinh nghiệm này của mình có thể giúp một số anh em thay đổi cái suy nghĩ khi mà chúng ta tìm ra một cái ban hay một cái mã lỗi trên xe, để có anh em có thể giải quyết công việc nó trở nên nhanh hơn, khoa học hơn. Rồi, cảm ơn các anh em.